Kênh Hoa Lan Thay xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của ngày 5 tháng 12 năm 2021 thì mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị em sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng trồng thuần đều ra rễ ổn định để trồng trên những cái chậu chính cho các chú anh chị em nha. Vậy chỉ cần mình treo lên trăm, không thêm cái phí nào nữa hết. Thì cái giá mình báo là mình bao cước vận chuyển toàn quốc cho các chú anh chị mình. Đó, vậy chỉ cần mình treo lên mình vậy chỉ cần trả một lần tiền cho nên báo không thêm cái phí nào nữa hết nha. Đó. Thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hành luôn. Thì mình đóng hàng là đóng nguyên chậu cho các chú anh chị mình. Đó, thì giá thể là mình đóng lại không gớt ra ngoài luôn. Đó, các chú anh chị về nhớ cắt dây rút trước khi lấy cây ra. Thì bình thường mình cố định dây rút đít chậu hoặc là khúc gỗ vô thành thùng. Đó, tránh trường hợp mình quên nắm cái cây mình dở lên nó sẽ hư cây. Sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hành luôn. Ở đây mình vô hình số 1. Số 1 hiện tại giờ mình có hai chậu hài hương. Thì cái dòng này bây giờ nó không có hàng nữa các chú. Đó, thì mình cho các chú anh chị xem một bông hài hương. Đó, thì dòng này hoa nó thơm. Đó, hài hương thì hiện tại mình có hai chậu đây. Thì hiện tại giờ nó là mầm gốc nè. Đó, vậy các chú anh chị mình làm giống nha. Quan năm là mình ngắm hoa luôn. Đó, thì dòng này thì hoa cực kỳ đẹp. Đó, hài hương. Thì mình trồng hoàn toàn bằng đá thâm thủy hết luôn. Đó. Thì đây mình có hai chậu 180k chậu bao xếp. Đó, hình số 1 180k, hình số 2 180k. Rồi qua hình số 3 kiếm tiền vũ. Kiếm vũ này mình bóc ra nha. Mình bán bữa nay mình bán rẻ cho các chú anh chị. 130k bao xếp mình bóc ra mình gửi cho các chú anh chị mình. Giờ mình đặt vô là sống. Dòng này dễ trồng dễ chăm lắm. Quăng đại nó tưới nước nó cũng sống nè. 130 bao xếp hình số 3. Rồi qua hình số 4 là hương vani nè. Hương vani này với hạt vĩ nè. Đó, hương vani với hạt vĩ 130k bao xếp hình số 4 combo. Rồi qua hình số 5. Số 5 là kiếm bicolor 100k gộp đơn, còn ai lấy lẻ là 100 thêm 30k tiền xếp nha. Chứ cái giò này là trên 30k tiền xếp đó. Rồi hình số 5. 100k gộp đơn, hình số 6. 100k gộp đơn, kiếm thái hoa sổ số chưa sổ tại vườn. Rồi. Hình số 7. Là kiếm lô hội hoa số số luôn 150k bao xếp. Rồi bên số 8, số 8 là cẩm báo 180k bao xếp. Hình số 8 kiếm lô hội là hình số 7 nha các chú. Hình số 8 180k bao xếp, cây cực kỳ đẹp, cây bữa nay mức gượt cái chân rễ các chú anh chị khỏi lo. Đó. Rồi qua hình số 9 hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng mùa đông. Quên cho các chú anh chị em xem cái mặt hoa luôn, hoa của Lan cẩm báo nha. Vì các chú anh chị mới tập chơi vô mình chưa biết thì cái dòng này hoa nó thơm cực kỳ thơm luôn. Lan cẩm báo nó thơm mà nó bền hoa lắm. Cái này hoàng nhãn tháng 4 nè, hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng mùa đông, thơm cực kỳ thơm. Lan cẩm báo nè, nó thơm cực kỳ là một vòi bông đó, là nó nhiều bông đó. Tại này mình chụp một bông cho các chú anh chị xem, này sổ tại vườn mình đó, thơm cực kỳ thơm mà hoa nó bền hoa lắm, tầm trên tháng là chuyện bình thường. Đó. Hình số 8 cẩm báo 180k bao xếp, cây lớn không đó. Rồi qua hình số 9 hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng mùa đông, nãy mới cho các chú anh chị xem mặt hoa đó, rễ mình bao rễ các chú anh chị đừng lo, cây lớn không đó, cây nó là cái gốc nó nằm từ trên đây nè. Có chứ chị em xem do điện thoại mình đi. Cây này là trên gần 2 gang đó, cây này nè. Cây này là cái gang nè. Ý là mình về mình cắt bỏ anh khúc nè, nó bị khô nè. Nó bị khô nè. Đó. 230k bao xếp, hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng mùa đông. Đó, dòng này hoa thơm hoa đẹp. Mà nó nó dễ chăm lắm các chú anh chị mình, về treo nó qua một lớp lưới là ok à. Có nắng gầm gầm cũng được, mà nắng nhiều một chút cũng được, mà nắng ít nắng cũng được, không sao hết. Hình số 9 230k bao xếp. Rồi qua hình số 10 hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng mùa đông, cây lớn không đó.
250k bao ship hình số 10. Hình thác đổ cực kỳ đẹp. Rồi qua hình số 11 mình lên thêm cho các chú anh chị mình nè. 230k bao ship hình số 11, cây lá ship không. Rồi qua hình số 12. Số 12. 180k bao ship. Hoàng nhãn tháng 4 chuẩn vườn Mương Đôn. Rồi qua hình số 13. Hoàng nhãn tháng 4 chuẩn vườn Mương Đôn, cực kỳ đẹp. 230k bao ship. Đó. Hình số 13. Cây lớn không này nguyên một chùm luôn nè. 230k bao ship hình số 13. Rồi qua hình số 14 nè. Sóc thơm nha. Sóc thơm. 130k bao ship. Cây lớn mình bự bự không đó. Hình số 14, hình số 15. 15 đùi gà dẹt. 180k bao ship, cực kỳ đẹp. Rồi qua hình số 16, đùi gà dẹt. 180k bao ship. Còn thân tơ không? Hình số 16. Rồi qua hình số 17, hương mini. 130k bao ship, cực kỳ luôn. Nhiều thân luôn. Hương qua đây. Hình số 17, hình số 18 hoàng lạp, 130k bao ship. Rồi hình số 19 sóc thơm. 150k bao ship. Cây lớn không? Và hoa cũ nữa. Hình số 19. Rồi hình số 20 dáng hương tâm màu sắc. 130k bao ship. Hình số 21 nè. Cẩm báo. 200k bao ship. Hình số 22. Số 22 là kiều tím miền Trung. Thân tơ không? Nguyên một cái về lớn. Cái này hai bên nó sổ hoa xuống thôi thì thôi luôn. Chỉ có hai thân già là còn nhiêu thân tơ không? 5 thân tơ. 280k bao ship, kiều tím miền Trung, hình số 22. Hình số 23. Tiểu hồ điệp gừng. Cho các chú anh chị xem lại một hoa nè. Tiểu hồ điệp gừng này hoa đẹp cực kỳ. Mà ngầm hoa nó cao. Thì dòng hàng gừng thì lúc nào nó cũng khỏe mạnh hơn hàng công nghiệp mà nó dễ chăm. Ở đây mình treo qua một lớp lưới 75% nắng đó. Cho các chú anh chị xem lại một hoa luôn. Tiểu hồ điệp gừng. Hoa nó cực kỳ đẹp. Đó, hoa cực kỳ đẹp. Tiểu hồ đẹp gừng. Thì nó có hai màu, một màu tím, lưỡi đỏ hồng vậy đó, với một màu trắng lưỡi cam. Thì ở trong đây mình trồng lộn xộn cho thì nó tùm lum hết trơn. Nó có hai màu ghế nè, màu ghế màu trắng với màu ghế màu đỏ, thì nó hai loại đó. Hình số 23 nè, mình quay từng hình cho các chú anh chị mình lựa. Hình số 23 130k bao ship. Hình số 24 130k bao ship. Thì cái dòng này hàng gừng này nó cái tên của nó là tiểu hồ điệp, thì các cái thân nó cũng vậy, nó nhỏ chứ nó không lớn, nhưng mà nó là cây lớn trưởng thành hết chứ không phải là cây nhỏ. Nó ngầm hoa cũ nó chi chít nè, bộ hoa nó phát ra là cỡ nửa mét đó. Mà nó sai bao hoa lắm. Hình số 24 130k bao ship. Hình số 25 130k bao ship. Hình số 26 là cũng 130k bao ship luôn. Cái dòng này có chú trồng một năm sau là nó bích chậu luôn, nó nảy con lắm. Hình số 27 là một con trâu chuẩn gừng Buôn Đôn nè. Đó, cực kỳ đẹp. Cái này qua Tết mình chơi hoa. Đó, 150k bao ship. Rồi hình số 26. Đây, hình số 27. Rồi qua hình số 28 nè. Con trâu này hình số 27 các chú. Hình số 28 là cũng một con trâu chuẩn gừng Buôn Đôn, dòng trâu Buôn Đôn thơm cực kỳ. 150k bao ship. Hình số 28. Rồi qua hình số 29. 29 thì một về hóa hoàng cam. Hóa hoàng cam mình ghép như vậy là biết chi có chú biết chi không? Tại dòng hóa hoàng cam là cái bò hoa nó chỉa đứng lên. Nó ghép dày như vậy là nó lên cái như cái ngọn đuốc, nó cực kỳ đẹp. Thì ghế bao ghế luôn, mình không có ghép thưa đâu. Thì ghép thưa nó cũng nhiều cây đó, mà ghép dày cũng nhiều cây đó. Đó. Ghế thì có chi chích hết trơn.
các chú anh chị mình khỏi lo. Cây lớn là mình ghép thêm cây nhỏ nữa nè, nhưng mà nó nhỏ nó vẫn cho hoa bình thường. 150k bao ship cho hình số 28. Đây là hình số 29. Hình số 29 là hỏa hoàng cam, 150k bao ship. Hình số 30. 30 nè. 30 là cái hoàng thảo xoắn ở đâu quần sóc mà vườn giò này các chú, cực kỳ đẹp. Ghế nè. Hoàng thảo xoắn. 150k bao ship. Dòng này thì nó mắc tiền. Hình số 30. Rồi. Thì các chú anh chị nào mà mình hình số 30 để mình coi kiếm cái gì nữa nha. Kiếm cái gì mình bán cho các chú anh chị mình. Cái hồng mắt xước này ai chốt không? Bán 150 bao ship nè. Chuẩn mặt bông cho các chú anh chị mình luôn, hình số 31. Còn cây này nè. Thì cái dòng này mình bán nó cũng nhiều. Bán cao chú anh chị mình sưu tầm làm giống nha, 150k bao ship. Về mình ập cái chậu ngược, mình bóp chậu ập ngược là mình sang qua chậu lớn. Đặt ngay trên giữa, bỏ giá thể vòng là xong rồi. Cho cao chú anh chị mình xem cái loại của mặt hoa kiều tím miền Trung nè. Cực kỳ đẹp. Cái hồng mắt xước. Để mình lấy mặt hoa cao chú anh chị mình xem. Mình bán là chuẩn cây chuẩn giống đàng hoàng. Đó. Không có bán là bậy nha. Bán là bảo hành mặt hoa cho các chú anh chị mình luôn. Sổ hoa là sổ tại vườn. Mấy cái cánh này nó bị cái con gì nó cắn nè. Lúc nó chưa bung nữa bị cắn rồi. Hồng mắt xước cực kỳ đẹp. Vì đẹp hơn rồi, giá hạt hình số 31. 150k bao ship. Thì hôm nay mình sẽ khuyến mãi nha. Khuyến mãi các chú anh chị nào mình chốt đơn hàng 350k lấy lên. Đó, mình sẽ tặng cho một cái chậu bất kỳ. Đó, các chú anh chị mình chốt trước cho mình lựa. Đó, thì ở đây mình có là cái hồ điệp gừng nè. Đấy, cái này là cát gừng. Cát gừng thì nó mọc trong dưới đất nha, chứ không phải là cát la da mình nha. Cát la da mình khác, cái này cát gừng. Cát la da mình là hàng công nghiệp. Rồi, ở đây có hồng nhạn giống. Đó, hồng nhạn giống với Wanda Uyên Ương. Cái lá ship cực kỳ đẹp, cái lớn. Đó, thì các chú anh chị mình chốt hàng trước thì mình cho lựa. Đó. Cứ đơn hàng 350.000 lấy lên thì mình sẽ tặng cho một chậu. Đó, ai chốt đơn hàng gấp đôi thì mình tặng cho hai chậu. Đó. Rồi hôm nay Hoa Lan ra mình có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị mình đừng hồi nào chốt đó liên hệ mình qua số điện thoại 0769385164 ghi trên tiêu đề. Các chú anh chị nào mình xem video mình chưa bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.